安泰亨爱chào mọi người nha. Đây là hàng Ái Bắc Cạn nha mọi người. Hàng này hàng thân dài, thân rất là cao nha. Chậu này bên em bán là đang bán là 150 một chậu như này nha, Ái Bắc Cạn nha. Đây là lô, đây là hàng Ái Bắc Cạn bên em chuẩn bị giao cho khách đó, nên em tranh thủ em like cho mọi người xem luôn. Ái Bắc Cạn nha mọi người, 150 một chậu như này nha. Còn chậu nhỏ là 120 nha. Còn chậu to như thế này, mấy chậu to như thế này là 150 hết nè. Giờ Ái Bắc Cạn là chị nhắn tin cho em nha, chị nhắn tin qua Facebook cho em nha. Cao như thế này chắc tầm 15 ạ. 15 cm nha anh. Tầm 15 đến 20 cm nha. Chào anh Lê Bá Thịnh ạ. Chị Lê Ánh Phương inbox cho em với nha. Rồi có gì em gửi cho anh ạ, cho chị xem mặt hoa nha. Bụt và béo là cao và cao bao nhiêu cm hả? 15 đến 20 cm nha anh ơi. Chào anh Lê Bá Thịnh nha. Đây một, đây là hàng lô hàng Ám Bắc Cạn em chuẩn bị giao cho khách nè. Rất là đẹp nha mọi người, 150 một chậu nha. Chậu nào cũng đẹp hết. Chào anh Thiên Trần ạ. Ám Bắc Cạn nha mọi người. Chào anh Cú Còi ạ. Chào Cao Đại Vương nha. Đây là hàng Ám Bắc Cạn nha mọi người, 150 một chậu. Cái lô này là em chuẩn bị giao cho khách nè. Chào anh Lâm Gốt nha. Đây Ám Bắc Cạn 150 một chậu, dài 15 đến 20 cm, có chậu đến 25 cm luôn đó. Đây là lô hàng gieo hạt nha anh. Hàng gieo hạt nha anh Chi Thức Nguyễn. Hàng gieo hạt nha. Chào anh Hải Sồn nha. Hải Sồn nha. Đây Ám Bắc Cạn bên em 150 một chậu nha. Chào chị Hằng Nga nha. Đây là lô em chuẩn bị giao cho khách nè. Này mới mang lên thôi, mang lên cho nó khô lại tí, nên tranh thủ em like cho mọi người xem luôn. 150 một chậu Ám Bắc Cạn. Em sâu cái hàng Ám Bắc Cạn này thêm 5 phút nữa nha. Rồi em chuyển qua cái hàng Nù Tam Bố với lại thằng Di Linh Xuân nha. Chỉ 150 thôi nha mọi người, 150 ngàn một chậu Ám Bắc Cạn. Chào chị Kim Yến ạ.
150.000 một chậu nha. Chào anh Trật nhớ nha. 150.000 một chậu nha mọi người. Ám bất kẹt. Chào anh Tân Võ. Đây hàng lô ám bất kẹt, em chuẩn bị giao hàng cho khách nha. Em chuẩn bị em tranh thủ em like cho mọi người xem á. 150.000 một chậu như thế này nha, ám bất kẹt rất là đẹp nha. Này hai thân luôn nè. Rất là đẹp. Rồi giờ em dẫn mọi người đi xem cái hàng nuôi tam bố nha. Nuôi tam bố thì em không mang lên đây. Giờ em dẫn mọi người đi xem cái hàng nuôi tam bố với Di Linh Xuân nha. Đi nha. Quang Nguyễn Như ạ, hàng này hàng nuôi tam bố nha. Nuôi tam bố. Chào anh Phạm Văn Hòa, chào anh Quang Huy nha. Hàng VIP. Chào anh Đức Hùng ạ. Nù tam bố nha mọi người. Một trăm năm mươi ngàn một chậu nha. Dạ chào anh Nguyễn Thanh An nha. Chào Phan Thanh Sang và anh Phan Xuân Sang nha. Chào anh Khoai Công ạ. Có bán sỉ với bán lẻ luôn nha anh ơi. Vừa bán sỉ vừa bán lẻ nha anh Minh ơi. Chào anh Vũ Thúc Huy nha. Chào anh Hữu Vũ ạ. Vừa bán sỉ vừa bán lẻ nha anh Minh ơi. Một cây như này đây. Cây nào như vậy hết á. Chỉ có đẹp hơn cái này thôi. Đây có cây như thế này không đây. Có cây như thế này hai thân. Cũng 150 ngàn nha. Mà nó hơi ngắn tí thôi. Hàng nù tam bố chủ yếu là nù cái thân thôi. 150.000 một chậu như thế này nha mọi người. Ai mua thì liên hệ số điện thoại hoặc là inbox cho em nha. Nù tam bố nha mọi người. Hôm bữa nhờ em chọn hai cây nù tam bố mà em lựa sao cây bị thối hai lá. Anh Vũ Thúc Huy ơi, cái cây mà hai thân đúng không? Mà 800 ngàn đúng không? Cái thân nó có bị gì không anh ơi? À, anh Khuê Công inbox cho em nha. Inbox cho em rồi em gửi cho anh cái hình ảnh mặt hoa nha. Giờ em không tiện gửi mặt hoa. Có gì anh inbox cho em nha anh Vũ Thúc Huy. Anh inbox cho em xem cái lá nó bị gì rồi có gì em hỏi bên chỗ kỹ thuật rồi họ chỉ cho anh cách chữa trị nha chứ. Lúc mà em giao cho anh là em chụp trước cho anh á. Có chụp trước không ta? Chứ đa số là hàng á. Nó bị lem vào thân luôn đó hả? Có gì anh chụp cho em nha. Chứ hàng em giao thì em ít khi nào em chọn mấy cái hàng mà bị thối á.
hầu như là không có luôn á. Có gì anh chụp cho em nha anh. Anh gửi qua cái trang bay vườn lan Chi Túc á. À không gửi hình trước hả? Tại vì anh Vũ Phúc Huy là có trúng mấy cái chùm trắng nữa, em nhớ mà. Em nhớ là em có chọn xong em chọn nhanh cái một cái chậu nụ tam bố luôn á. Có gì anh chụp là anh gửi qua cho em nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Đây là nụ tam bố nha mọi người. Nụ tam bố này là 150 ngàn một chậu nha. Rồi bây giờ em chuyển qua em cho mọi người xem cái hàng Di Linh Xuân nha. Đều đồng giá 150 ngàn hết. Di Linh Xuân. Di Linh Xuân đây nha mọi người. Đây em sâu cho mọi người vài chậu. Đây như cái thằng này rất là đẹp luôn nè. Ám là 150 ngàn nha anh Khuê Công. Còn cái ám bắt cạn thì có nó hai loại. Loại cái thân dài á thì là 150 ngàn. Còn loại mà nó hơi nhỏ á, thì em bán 120 nha. Còn đây là Di Linh Xuân nha mọi người. Chậu này rất là đẹp nè. Nó ba thân luôn nè. Ám bắt cạn. Ám bắt cạn là 150 nha. Di Linh Xuân này là 150 ngàn luôn nè. Rất là đẹp nha. Ai chốt chậu này thì nhắn tin cho em nha. Ui dồi ôi. Hàng Di Linh Xuân này nhiều hàng hai thân trở lên đó. Như thằng này nè. Thằng này ba thân luôn nè. Một chậu như này là 150 ngàn nè. Đây Di Linh Xuân nha mọi người, 150 ngàn nha. Đây thêm một thằng Di Linh Xuân. Di Linh thân cao hơn có nha anh. Để em lấy nha. Đây bên em đủ mọi chủng loại nha. Thân cao đây. Di Linh Xuân một chậu như này 150 ngàn nha. Thân dài như này luôn nè. Bé tí là do anh nhìn có một vài chậu là bé tí vậy thôi. Chứ lúc mà em đưa giao hàng cho khách là em không có giao cái hàng bé tí vậy đâu. Nên anh yên tâm nha anh Minh Vũ. Em bán nhau chậu như này dài như này 150 luôn nè. Di Linh Xuân nè. Chứ hàng bé tất nhiên là trong cái vườn này thì trong cái lô này tất nhiên có cây bé có cây to chứ anh. Đây một chậu Di Linh Xuân như này 150 ngàn nha. Đây một loại là thân ngắn hơn. Thân ngắn hơn đây. Nhưng mà nó ú nha. Rồi giờ theo như yêu cầu của anh chị nha, em dẫn lên cái hàng ám bắt cạn nha. Rồi em kết thúc video luôn. Đây, cái hàng Di Linh Xuân là cái cây nào như vậy không nè. Anh chị nào mua lẻ thì cứ DM cho em nha, rồi em gửi ảnh trước khi em gửi hàng nha. Em gửi ảnh cho anh chị chất trước khi gửi hàng.
Em cho anh Huy Bùi xem cái hàng áo mắc kẹt mà em chuẩn bị em gửi cho khách nha. Cái loại thân cao như thế này là em bán 150 nè. Còn áo mắc kẹt mà loại bình thường á là em bán 120 thôi. Đây đây là thân cao này nha. Để em chỉnh xuống cái nha anh Huy Bùi ơi. Đây áo mắc kẹt. Đây, phải nhìn cho rõ. Em mắc cạnh nha mọi người. Chào anh Trương Nguyễn nha. Chào anh Trung Nam nha. Em mắc cạnh này, hàng này là em chuẩn bị giao cho khách này 150 một chậu nha. Chào anh Nguyên Khang Ô Chiêu nè. Chào anh Trương Nguyễn nha. Chào 280 anh chị đang xem ạ. Em mắc kẹt chuẩn bị giao cho khách nha, 150.000 một chậu nha mọi người. 150.000 một chậu nha anh Huy Bùi. Chào anh Việt Hoàng ạ. Dạ hàng giao hạt anh Khuê Công ơi. Cây rất là đẹp ạ. Đang ngọn đang đi nè, toàn là năm thứ 3, năm thứ 4 không ạ. Cái này năm nay mọi người chăm đạt thì chắc ngọn nó đi phải khoảng được là 4-50 cm là ít đó nha cả nhà. Mùa hè tới là ngắm hoa được rồi ạ. Ngọn đi nè mọi người, rất là phê, lá bóng lưỡng luôn. Đây. Có những cây hai mầm gốc rất là đẹp cả nhà ơi. Lô này là lô ám bắc cạn ạ. Chào anh Nguyễn Đức Trơn ạ. Bữa hôm có mấy cái chậu mà đang nụ bó. Đây nha cả nhà. Cái hoa này hoa bói trong cái lô này nè. Bông ám rất là đẹp. Bao khung giả hạt nha mọi người. Bao khung giả hạt ạ. Bông nở ám rất đẹp. Bông bói nha mọi người. Bông bói của cái kỳ năm nhất á, cái mầm gốc năm nhất này. Bông này mà nở ra, nếu mà cây nở tự nhiên ra không phải bông bó thì rất là chắc, rất là đẹp nha cả nhà. Mắt mũi gọn, rất là gọn ạ. Đây này. Ám nhẹ. Bao hàng giả hạt nha mọi người. Bao hàng giả hạt. Không dính vào một chút nào gốc trầm nha cả nhà. Bao khung giả hạt ạ.
Chào idol Kiệt Trần ạ. Mắt mũi gọn, bông ám nhẹ. Từ trong lô gieo hạt ấm bất cạn này ra nha mọi người. Chào 340 anh chị đang xem ạ. Bông đẹp lắm luôn đó cả nhà ơi. Cái này là lô chỗ này chuẩn bị đóng cho khách đây ạ. Cây trồng trồng ra chậu 12 rồi, rất là đẹp. Cả nhà thấy không ạ? Cây ấm chậu ra chậu 12 rồi. Cho em xem chậu ba thân đi ạ. Ba thân thì có nhưng mà nó không có đều nhau. Có ba mầm gốc nhưng mà nó không đều nhau nha anh Dũng Hùng ơi. Ba thân không mầm gốc thì ba cái mầm gốc thì nó không có đều nhau đâu ạ. Nếu mà anh lấy hai mầm gốc, một mầm gốc thì mầm nó sẽ đẹp hơn ạ. Đây là ba mầm gốc ạ. Nhưng mà nó không có đều, có lớn có nhỏ ạ. Còn một mầm gốc thì rất là đẹp nha cả nhà. Đây ạ, một mầm gốc rất là đẹp luôn. Đấy. Lá này gần ra lá mít luôn á cả nhà ơi. Lá đẹp không ạ? Lá này mà về phân thuốc vào nhiều nữa, tại vì có một tí xíu phân trì nhật thôi mọi người, nên là cây nó cũng chưa phát lắm. Nếu mà cả nhà về chăm sóc á, phân thuốc vào đầy đủ thì cái lá này ra lá mít luôn á cả nhà. Đây, lá tròn xoe luôn ạ. Rất là đẹp luôn, cây này đẹp lắm luôn đó cả nhà. Hàng tầm 20 cm hết rồi nha cả nhà ơi. Cái này thì nuôi đến cuối năm thì chắc phải 6-70 cm là vô tư ạ. Cái này chỉ có việc về là trồng và bỏ thêm tí phân và là đi ầm ầm luôn ạ. Ám bất cạn. Hoa nở bông bói trong lô ạ. Bao khuôn giả hạt nha cả nhà. Bao khuôn giả hạt. Cam kết không có dính nguồn trầm vào trong cây đâu ạ. Dạ hàng gieo hạt nha anh Quý Đinh ơi. Bao nguồn trầm. Ám bắt cạn gieo hạt. Hoa nở trong lô này luôn nha mọi người. À, bên nhà vườn thì những cái cây nhỏ nhỏ này sẽ tiếp tục chăm, và những cây lớn hơn thì sẽ ra chậu 12 để xuất đến tay quý anh chị ạ. Đây là lô này chuẩn bị gửi đi đây ạ. Hai mầm gốc có, ba mầm gốc có, nhưng mà hàng ba mầm gốc thì nó sẽ nhỏ hơn, không đều được như hàng một mầm gốc đó ạ. Lá mít rất là đẹp. Chào anh Ngô Trung Khải ạ. Đây ạ. Cây dài rồi ạ. Cây dài 20 hết rồi nha. Cây này chỉ việc chăm mà mùa hè tới là sẽ có hoa thôi ạ. Hoa bói rất là đẹp. Ám. Mọi người xem ạ. Bông bói thôi nha cả nhà. Châu Như hả anh Phạm ơi? Châu Như anh Phạm cần hàng lớn hay là hàng nhỏ ạ? À? Hàng cốc hay là hàng đã ra chậu 12 rồi anh Phạm ơi? Hàng ra chậu 12 rồi thì cây nó lớn hơn, còn hàng trong cốc thì 2.5 này thì cây nó sẽ nhỏ hơn một chút ạ. Một chậu này
một chậu một thân 150.000. Một chậu một thân 20 cm này là 150.000 nha anh Dũng Hùng ơi. Cây rất là đẹp à, cây gieo hạt trong lô. Hoa đã nở trong lô. Hàng 150k em. 150.000 lắm. Không, hàng Châu Như á. Hàng Châu Như á. À. Đợi tí anh lấy lên. Anh Phạm đợi chút nha. Đây ạ, hàng 20 cm. Năm thứ 2, năm thứ 3 hết rồi ạ. Cái này trồng được 1 năm rồi hơn rồi nha cả nhà. 150.000 một chậu một thân như thế này ạ. Cây rất là đẹp luôn. Nè mọi người. Lá này. Lá mít không cả nhà? Lá này được gọi là lá mít chưa ạ? Cây con mới lên có 20 cm mà lá tròn lắm. Lá tròn rất là đẹp. Anh chị em nào đang xem chia sẻ giùm em với ạ. Anh chị em nào đang xem chia sẻ trên trang cá nhân giùm em với. Những anh chị em nào mà chia sẻ thì sẽ có ưu tiên nha. Để giảm giá cây trên đơn nha. Đây là hàng Châu Như nha anh. Anh Phạm ơi, Châu Như đây nha anh. Dạ anh Huy Bùi inbox cho em nha. Bên em chỉ ship 2 chậu trở lên thôi nha anh Huy Bùi ơi. Anh Phạm ơi, đây là hàng Châu Như bên em nha. Ê, em mang 2 chậu Châu Như lên cho anh Phạm trên xem nè. Châu Như đây nha mọi người. 2 chậu Châu Như nha. Di Linh Xuân hả anh? Đây để em cho mọi người xem cái ngắm lại cái hàng ám mắc cạn này nha. Ám mắc cạn với Di Linh Xuân. Đây ám mắc cạn nha mọi người. Di Linh Xuân với nù hả? Dạ rồi, ok. Dạ rồi anh đợi tí nha. Nếu anh đợi tí giờ em chạy em di chuyển em xuống. Em xuống vườn luôn cho mọi người xem cái vườn luôn. Anh Huy Bùi ạ, bên em chỉ ship 2 chậu trở lên thôi nha. Anh thông cảm giùm em nha. Anh chọn giúp em thêm một chậu gì khác nữa đi anh ơi. Giờ em dẫn mọi người đi xem cái thằng hàng Di Linh Xuân với Nù Tam Bố nha. Để em cất cái thằng Châu Như đó nè. Châu Như đây. Cất tạm ở đây. Đấy, cất tạm 2 chậu Châu Như ở đây. Chào mọi người nha. Anh Văn Thánh Nguyễn ơi, hàng Di Linh Xuân đây này nha. Di Linh Xuân đây. Văn Thánh Nguyễn nha anh. Di Linh Xuân nha anh ơi. Di Linh Xuân như thế này nè. Thân rất là đẹp nha. Có 3 mầm luôn nè. 2 mầm. Còn hàng dài của Di Linh Xuân là vẫn có nha. Nhưng mà hơi ít thôi.
Nên ai mua thì cứ inbox qua cho em nha. 150.000 nha anh Văn Thắng Nguyễn. Một chậu như thế này cũng là 150.000 nha. Rất là ít chậu thân dài như thế này. Một vườn này khoảng cỡ tầm mười mấy chậu à. Mười mấy hai mấy chậu à. Mà hàng nụ như thế này rất là đẹp nha. À, hàng Dư Linh Xuân mà nó ú như thế này rất là đẹp nha. Rất là nhiều. 150.000 nha anh Văn Thắng Nguyễn. Đây là tim có điện thoại. Alo em. 5 phút nữa anh xong rồi. 5 phút nữa anh gọi cho. Nha. Đây là Dư Linh Xuân nha mọi người. Dư Linh Xuân có nhiều cây là ba thân như này đây. Ba mầm như này nha anh Văn Thắng Nguyễn. Cũng là 150.000 thôi nha. 150.000 cho một cái chậu Dư Linh Xuân như này nha mọi người. Đây, ai mua thì inbox qua cho em nha. Hoặc là liên hệ số điện thoại ở trên cái bài đăng của em nha. Dư Linh Xuân nha mọi người. 150.000 một chậu. Ai mua sỉ là vẫn có giá sỉ nha mọi người. Giờ em dạy mọi người xem cái hàng của cái thằng Nụ Tam Bố nha. Nụ Tam Bố đợt này rất là đẹp nha. Đây Nụ Tam Bố. Nụ Tam Bố này mọi người. Anh Duy Phương ơi, Nụ Tam Bố đây nha. 150.000 một chậu nha. Ai mua hàng em sẽ chụp ảnh trước khi mà gửi hàng nha. Nụ Tam Bố 150.000 một chậu. Nụ Tam Bố đang có vài hàng nó càng này đang nhỏ như này nè, nhưng mà nó hai thân nó mọc đều lên. Nó còn lên nữa nha mọi người ơi. Thằng này chắc tầm cỡ khoảng 5-7 cm gì đó. Đây Nụ Tam Bố nha mọi người. Dạ rồi. Ai mua thì inbox cho em nha. Hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại mà em để trên bài đăng nha. Giờ em xin ngừng video tại đây nha. Chúc quý anh chị một buổi trưa vui vẻ nha. Chào mọi người ạ.